Ok, chào mọi người. Hôm nay ăn xong hai quả ổi rồi. Mới chợt nhớ ra là thôi, lại quay cái video vậy. Gọi là để mọi người nên có cái thói quen ăn hoa quả. Bởi vì các loại hoa quả ở Việt Nam mình rất là đa dạng là một, cái thứ hai nữa là rất nhiều loại nó tốt cho sức khỏe. Ở đây là sau khi ăn hai quả thì tình hình nó như thế này. Đấy, luôn luôn là như vậy. Hôm nay sẽ ăn để tổng cộng này. Bởi vì bây giờ là ăn đêm, muộn rồi, đêm nào. Hôm nay ăn hơi nhiều, nó xin ngồi xuống. Đây là có 4 quả ổi này. Hai quả ở đây nữa này. Là 6 này. Nó đầy quá cho nên là phải chia ra 3 quả roi mận, bên dưới là mít, ăn lần lượt. Nguyên tắc ăn với lại một quả bưởi nữa, để xem hôm nay sẽ chắn hết cái chỗ này luôn. Ăn hoa quả ấy thì đầu tiên là chúng ta phải, nếu mà khi chúng ta ăn nhiều loại quả ấy thì chúng ta phải chọn cái quả nào mà nó nhạt hơn chúng ta ăn trước, chứ đừng có ăn quả ngọt. Ăn quả ngọt trước ấy, mít phải ăn sau cùng. Bởi vì ăn quả ngọt trước ấy thì tí nữa ăn cái quả mà nó kém ngọt hơn ăn nó không ngon. Ở trong đống này ấy, thì xác định ở đây là ổi là nhạt nhất ở trong cái đống quả này. Chén ổi trước. Rồi. Không, cái này để anh để xuống bên dưới này. Đừng có nhỏ dãi vào cái trong cái đống này của anh nhá. Cái đống này là không được nhỏ dãi vào đây đâu. Cái này là để rác. Ôi, muối ớt. Giời, nhìn thấy muối ớt đã thấy thèm rồi. Người cũng nhỏ dãi rồi chứ không nói đến chó. À, mọi người bao lại. Đi kiếm cái gì ăn đi, không là mất công. Này, nhỏ dãi nhá, kiếm gì ăn đi. Bao lại đi rồi xem. Còn đây thì mình chén luôn đấy. Chờ tí, anh ăn trước. Xem một quả ổi này mình ăn được mấy miếng. Ngon. Đấy. Đu mi. Messi. Này, xin rồi. Cướp hết quần anh rồi. Một lượt. Giờ đến lượt anh. Chủ phải ăn miếng to hơn. Ổi rất nhiều vitamin luôn, tốt cho sức khỏe ấy. Mà lại rẻ chứ không có đắt. Anh xin phép ăn 2 miếng. Mỗi một miếng là người sẽ phải ăn gian của chúng nó một tí. Anh xin phép ăn miếng to. Người ta nói là gầy là thầy cơm. Đây, của My đấy. Ổi này có thể mọi người có thể chỉ ăn được một quả là có thể mọi người no rồi, bởi vì quả ổi nó cũng to đấy. Nhưng mà mình mà sơi thì phải một mình phải ăn 3 quả, 4 quả. Anh xin phép ăn miếng. Hết quả này đó. Miếng bé vậy. Ê, mi ăn 2 quả mi chán rồi nhỉ. Xong quả.
Mình thì có sang đi Thái Lan, Trung Quốc ăn hoa quả bên đấy. Thực sự mà nói với cái cảm nhận của mình, các loại quả mà Việt Nam có nhá thì ăn ngon hơn. Nào Pila, hoa quả, giả sử hoa quả mình sang Trung Quốc mình ăn chẳng hạn, mình cảm giác là nó nhạt hơn và nó không thơm bằng với những cái hoa quả ở mình. Thái Lan thì cũng tùy loại, nhưng mà nhìn chung là những cái quả nào mà Việt Nam có là của Việt Nam ăn ngon hơn. Hay là do cái ăn ở nhà thì cảm giác nó thoải mái, nó ngon hơn thì không biết. Quả thứ hai, quả này to hơn này, cầm tay này, quả này to gần bằng cái bát luôn. Đó, một miếng đó. Chấm ớt phải chấm này, ăn muối ớt này phải chấm như này, ăn nó mới phê. Mì là chỉ thích ăn ruột thôi. Mì không thích ăn có vỏ. Có những quả hơi xanh là nó chát. Siro nhỏ rãi ướt hết quần anh à. Nhiều phết đấy. Ê, cho Pila miếng to. Hôm nay cứ bảo anh toàn anh ăn miếng to, không cho mấy đứa miếng to. Yumi công chúa. Cho mi miếng nào mà nó cái vỏ xanh nó nhiều quá là mi chê. Bởi vì ăn hai quả trước rồi, quả này tính ra là quả thứ tư. Lúc đầu ấy mà Pila về đây là cho hoa quả, Pila không biết ăn. Ban đầu Pila không biết ăn đâu. Ăn vài lần thì này, thấy không? Cho miếng chê ngay. Đây, quả ba đây. Cho miếng nhiều cái chỗ xanh, nhiều chỗ vỏ cái này chê. Đây, không cho chúng nó ăn ruột. Và xem đến bây giờ là mới ăn có được có hai quả ổi mà đã. Nào Pila, từ từ. Mà đã 8 phút rồi. Thôi quyết định là như thế, mà ăn hết chỗ này nó lâu quá. Để mấy quả ổi này lại. Không, bỏ gọn mấy quả ổi này ra này. Để tí nữa là mà đói thì sẽ ăn thêm sau, chứ không nó cũng hơi nhiều đấy. Thôi Siro đừng vớ vẩn, để yên đây cho anh. Đừng vớ vẩn nha. Yên đấy. Chúng ta ăn đến quả khác. Chúng ta ăn đến roi. Chính xác là roi ngọt hơn ổi. Cái này mà nó úi giời. Ăn cái này, ăn cái quả roi này mà nó bắt vào mic thì nghe vui tai lắm. Nghe thấy Pila gặm nghe còn nghe thấy. Quả roi này coi như là anh được đúng một miếng à. Roi này thì ngọt. Quả đầu tiên anh ăn nhiều nhá. Quả này quả này nhạt hơn cho mấy đứa ăn.
Mila. Ừ. Để tôi đi đây. Mì có bao giờ mất phần đâu mà mì. Cái này nhạt hơn. Hết rồi. Hết quả thứ hai rồi. Quả thứ ba. Quả này cũng hơi nhạt. Bila. Merci. Mì thích ăn roi hơn ăn ổi, tại vì là ổi là chén ở đây là tổng cộng là 4 quả rồi, 4 cái lõi à, nên nó kiểu nó ăn nhiều nó cũng chán. Còn bé thì ăn miếng bé vậy, lúc nhiều thì ăn miếng to. Ối giờ nếu mà thế này mà nếu mà bây giờ mà ăn mít thì bây giờ mà ăn mít thì ấy mất. Mít. Bây giờ mà ăn mít mà tí nó ăn bưởi thì hơi nhạt. Mít ngọt quá. Mít thì mấy đứa ăn ít thôi nhá. Mít này để anh ăn nhiều. Hai đứa chung một múi. Để còn phần để anh ăn. Rồi. Thế này là coi như là toàn ăn cả nước bọt của chúng nó đây. Đưa tay vào mồm đút cho chúng nó liếm nước bọt vào tay rồi mình xơi luôn. Không phao. Mịt ngon quá. Đấy, ít nhất là ở đây là ba loại chúng nó thích ăn rồi đấy. Lau quần vậy. Ba loại chúng nó thích ăn rồi, có ổi này. Roi. Mít. Bưởi nó còn thích ăn hơn. Úi, ăn nó ngon, mít thơm phức luôn. Từ rồi, tự nhiên mà miếng bé quá, chia không đều này. Mỗi này chia không đều, một to một bé thôi anh ăn. Cho bóc cho hai đứa múi khác nha, để cho nó đều. Cái múi kia chót chia không đều. Nghe có giống cái chuyện gì không? Chuyện gì nhỉ? Chuyện gì chia bánh nhỉ? Chia không đều thì lại cắn muối này cắn một miếng góc bánh lại để cho nó cân đấy, đến khi nó còn bé tí lại thì nó mới bắt đầu chia cho hai đứa đấy, hai đứa tranh nhau. Ngon thế nhỉ, công nhận là ăn mít ngon thật. Cái này để đây vướng quá, nhưng mà thôi cái này buộc phải để đây thôi, không để đây không được. Còn mấy múi nữa. Bây giờ anh cứ ăn hai, mấy đứa ăn một nhá, chứ không mà hết của anh mất. Rồi mà. Review ẩm thực. Hôm trước ăn bánh thì thấy có một bạn bảo là công nhận là mình ăn bánh khỏe, chứ còn không bình thường ăn chỉ được 3-4 cái bánh quy thôi là chán rồi. Nếu thế thì công nhận là mình ăn khỏe thật. Bởi vì bình thường nếu mà bánh quy mà mình xơi chắc cũng phải cứ độ khoảng tầm 20 cái. Anh bảo rồi, đến bây giờ là anh ăn 2 miếng
thì chia cho mấy đứa một lần. À. Này cho mì miếng hơi to. Mì bé ăn đi, ăn miếng bé thôi. Mì ăn thêm mì ăn miếng to quá. Đó. Ngon mê ly luôn. Đúng là lúc đói mà vớ được miếng ăn, cảm giác nó sung sướng. Cảm giác nó sung sướng. Không, thoải mái. Trời ơi. Ăn một miếng mà rãi nó còn vãi ra lung tung hết cả tay. Hử? Chết rồi, hết rồi. Thôi còn có hai muối này cho mấy đứa ăn vậy. Thôi, anh nhường mấy đứa đấy nhá. Chứ anh vẫn còn đang thèm mít đấy. Mới ăn được có mấy muối đã hết rồi. Hết toi rồi. Hết mất rồi, được rồi, bây giờ đến lượt bưởi. Cái này là để ở đây, là để đây, là để rác ở đây. Bây giờ đến lượt bưởi này. Úi giời ơi, quả bưởi. Quả bưởi để khô hết cả vỏ rồi đây. Hôm nay mới chén. Rồi, chờ để anh bóc. Chưa đứa nào chán à? Hả? Tí nữa mà ăn bưởi xong rồi này, chúng ta lại quay ra chúng ta nổi. Nha. Ok. Trong mấy cái quả này hình như là quả bưởi này nó đắt nhất hay sao ấy. Bưởi thì tính ra hơi đắt một tí. Ổi thì bây giờ cũng đang rẻ. Mít cũng đang rẻ vào mùa rồi. Chờ tí để anh bọc. Úi xời. Úi xời. Úi xời. Để anh kiểm tra xem nó có ngon không. Có vẻ là bưởi này ăn trăng miệng được. Nhưng mà đây thì nó lại cũng vẫn chưa phải là trắng miệng. Bởi vì ra cắt dự là ăn xong lại phải ăn ấy tiếp. Xem nào. Để anh ăn thử xem ha. Bưởi này mà chấm muối thì hơi ấy. Không được. Thế này thì ăn thế nào? Đây có hai muối ở đây này. Bưởi mấy đứa ăn miếng bé thôi nhá. Đây, nasi này. Yumi này. Miếng to qua mi không ăn được à? Đây. Được rồi, sữa rô không mất phần đâu mà sợ. Không phải sợ mất lượt. Vỡ rồi. Cứ ăn cái gì rơi lung tung rồi. Còn thiếu một lượt của siro. Đây. Cho siro ăn sau, cho siro miếng to. Được rồi, ngồi luôn ở đấy ăn thôi. Chạy đâu. Sợ con khác ăn mất phần, cho siro miếng to quá. Siro chui tuột vào lòng siro ăn.
bưởi để nó bị khô rồi nó khó bóc. Bóc sẵn cái này đi. Trời ơi, phỏng lắm mũi lắm. Siro lên nơi trong, xuống nơi nào lên nơi đấy, vòng nơi kia. Siro. Đâu không không, không lên nơi đấy. Vòng nơi cũ. Đúng rồi, lên đi. Lên nơi cũ. Siro. Rồi, trèo lên. Đi lên xuống nơi nào thì đi lên nơi đấy chứ. Cũng bắt đầu thấy có vẻ là cũng đỡ đói rồi đây. Rồi không phải ngồi gần thế đâu. Cứ ngồi xa ra. Gần làm gì đâu. Mi ngồi yên đấy, Mi. Mi ngồi yên đấy. Mi à. Mi ngồi lùi lại. Không phải tiến lên xa đấy thế làm gì cả. Rồi. Miếng bé thôi. Không cho miếng to quá, mất công miếng to siro lại cầm đi cất. Bưởi này ăn cái quả bưởi này là quả bưởi đào, ăn nó cũng cũng được. Không nhạt, không ngọt, không chua. Hơi ngọt ngọt một chút. Không, đừng có chạm vào cái quả bưởi của anh. Anh đấm. Bưởi không hạt. Vì là ăn này còn không ấy này còn để rơi này á. Miếng to quá hả? Thôi giờ rút kinh nghiệm anh sẽ cho mấy đứa miếng bé này. Một mình ăn, anh ăn miếng to, thế hóa ra là mồm mấy đứa còn bé hơn cả mồm anh à? Anh ăn cả mũi bưởi còn được cái chứ. À, cả mũi à. Để anh ăn một mũi. Còn lại cho mấy đứa. Bây giờ cho ăn chỉ cho miếng bé này. À. Cho miếng to mất công nó ăn nó rơi lung tung cả. Ô sao tại sao lại cùng một cái quả bưởi mà sao đến cái muối này nó ăn nó lại hơi chua chua nhỉ? Lạ thật. Nửa quá. Đây, bên này thì toàn mũi to. Ui giời, bóc cái này mà đau hết cả móng tay luôn. Ui giời. Cái vỏ này nó bị khô rồi, nó khó bóc. Và nó dai kinh khủng, thế mới biết nè. Cái vỏ bưởi này thế nhưng mà nó khi mà nó khô, nó khô, nó dai. Nó chắc kinh người. Lúc mà nó mà còn tươi ấy thì thôi Pila không liếm rồi đấy. Gậy cái là nó ra ngay đây mà. Nó ấy này là nó dai kinh khủng khiếp. Trong mấy cái loại quả này cho ăn ấy thì có một loại khó tiêu là mít. Giờ siro ngồi yên đấy. Mít là khó tiêu. Kể cả là với người mình cũng mít nó cũng hơi khó tiêu nhá. Chứ nó không có dễ tiêu như là những cái quả này đâu. Mít là mọi người nếu mà ai mà ăn mít nhiều là đầy bụng ấy. Mít nó khó tiêu.
Nhưng đây thì cũng ăn thì cũng ít thì cũng chả sao. Bưởi này dễ tiêu, cực kỳ tốt cho tiêu hóa. Miếng này hơi to với mì. Bảo ngay mà hơi to với mì. Một miếng đấy coi như là hai lượt của mì rồi đấy. Lượt này mì sẽ không có lượt ở cái lượt này nữa. Mấy cái hạt bé này ăn chả sao cả. Đây, mì đây. Rồi, ở Siro mà ngồi thế thì khả năng là cái máy quay kia không quay được mặt của Siro nữa rồi. Khả năng là không quay được mặt của Siro rồi, bởi vì Siro ngồi để núp sau mẹ. Quả này thì nó lại ra thấy xuất hiện cái hạt to. Là sao nhỉ? Ấy quả kia hạt bé thế cơ mà. Quy la rơi nè. Úi xộp. Ăn cái này phải nhai làm sao để cho nó không được rơi ra chứ cắn mũi bưởi lại rơi lung tung hết tép. Nào Siro ngồi nào Siro. Siro ngồi như nào? Mới ăn có tí mà cảm giác là cũng hơi no no rồi nhỉ. Để anh ăn mấy miếng. À. Vội vàng quá. Merci vội vàng quá. Thôi thôi rồi, hết toi rồi. Còn một muối nữa thôi. Thôi anh hơi nọ nọ rồi. Ăn nốt cái muối này thôi nhá. Ăn nốt muối này thôi. Còn mấy quả ổi kia là chúng ta để lại. Mấy quả ổi kia chúng ta để lại thôi. Để mai chúng ta ăn. Hôm nay ăn thế là cũng hơi nhiều nhiều rồi đấy. Không biết nhiều hay không, hay là hôm nay anh ăn tham hơn. Anh ăn nhiều miếng cho nên là nó no mất rồi. Trong khi mấy đứa vẫn thèm nhưng anh no rồi thì nghỉ. Phải theo lịch của anh thôi. Đây cho mi mấy cái tép rơi này. Đây của mi đây. Đó. Thôi hết rồi.
Thế này hết rồi đấy. Đây. Được đống này. Đây này. Đây. Đó. Rơi đấy, tép rơi. Đây, tép rơi. À. Không để rơi. Ai ăn lại để tép rơi lung tung lại lãng phí. Ăn bòng bưởi này là chúng nó ăn, chúng nó cắn là phát là nó bị rơi vụn. Đây quả pila này. Thôi nhá, để không thì thơ thế này. Để làm thêm một quả ổi nữa đi, xem nào. Giờ ăn ổi xem nó còn ngon không. Hóa ra là ổi nhạt hơn bưởi à. Giờ ăn ổi chưa chắc chúng nó đã ăn nhá. À. Sao lại quạ vào tối của anh? À, hero, hero, hero. Nhìn đi. Thấy chưa? Nó đầy rồi, đầy bụng mà. Đủ quá. Ăn đủ là thế đó. Ăn nghe chừng rất là nhẹ nhàng chứ không có ăn kiểu ăn thèm như là lúc nãy nữa. Bởi vì là ổi này ăn thì nó không thích bằng bưởi để roi. Khi đã ăn hai thứ kia rồi thì rồi, chết rồi, toi. Lúc này rơi vào muối rồi thì anh chén vậy. Mi qua nào mà mi nhìn nhỉ? Nhìn mà không ăn. À, siêu. Ăn vội thế. Định nuốt cả cục cả miếng ấy hả? Không ăn tham được, ăn tham làm sao được? Thôi chúng ta sẽ còn 3 quả ổi này. Còn 3 quả. Chúng ta sẽ cất đi để mai hôm nay ăn thế thôi. Hôm nay ăn thế là tí tã rồi. Tí con nhà bà tã rồi. Lau mặt đi này. Nào, nào siro nào. À merci nào. Ơ kìa. Sao? Ok, xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Hiểu đấy. Quay mặt đi hết. Biết là kết thúc rồi.